mở bán căn nhà đường tỉnh lộ 315. Nơi tôi đang đứng đó là trục chính huyết mạch đường 315. Vị trí ở phía đằng xa của chúng ta ở kia, nơi có các cửa hàng kinh doanh, có các quầy thuốc và các địa chỉ kinh doanh tại đường 315. Đó là khu vực đi chợ Xuân Quang và khu vực đi trường trung học phổ thông Mỹ Văn và đi phía Tứ Mỹ. Và phía trước mặt của ngôi nhà của chúng ta đó là nơi kinh doanh vật liệu xây dựng. Và ở phía đằng xa của chúng ta, ở cách đây rất gần, đó là với cự ly khoảng độ 50m, đó chính là các cửa hàng đang kinh doanh về thiết bị vệ sinh cao cấp, đồ điện nước và kinh doanh về lĩnh vực nhôm kính. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nói về lý do tại sao chúng ta nên sở hữu căn nhà tuyệt vời này. Và chúng ta sẽ cùng tiếp theo đi với nội thất của căn nhà trong một vài giây phút tới. Nhưng đầu tiên chúng ta hãy nói về câu chuyện lý do tại sao chúng ta nên lựa chọn đây là nơi để an cư lập nghiệp và là nơi hoặc là chúng ta có thể đầu tư để tạo ra lợi nhuận tốt dựa trên dòng tiền của chúng ta. Căn nhà này của chúng ta với chiều rộng là 6m và chiều sâu là 20. Diện tích của chúng ta là 120m², có 50m² thổ cư và 70m² đất vườn. Điều này không quan trọng, bởi vì quan trọng đó là việc của chúng ta được sở hữu và đã xây dựng trên căn nhà này một ngôi nhà kiên cố và có thể định cư ở lâu dài và tạo nên yếu tố tuyệt vời, tiềm năng tăng giá cũng như mặt bằng dân trí cao, khả năng kinh doanh để tạo ra lãi ròng. Chúng ta ngay lập tức có thể tạo nên hiệu quả từ việc sở hữu căn nhà này. Điều đầu tiên chúng ta nhận thấy rằng là Tam Nông sẽ là một địa chỉ, một đích đến tuyệt vời trong thời gian tới, bởi sự xuất hiện của các khu công nghiệp dọc theo đường Hồ Chí Minh sẽ tạo ra một bước nhấn tuyệt vời cho Tam Nông. Điều thứ hai, chúng ta đang đứng trên đường tỉnh lộ 315 là đường trục chính được huyết mạch để đi kinh doanh, đi các khu vực để xung quanh của huyện Tam Nông và đi các tỉnh, các địa chỉ để kinh doanh tuyệt vời. Nơi đây tập trung những vị trí dân trí và các mặt bằng kinh doanh tạo nên yếu tố vô cùng hiệu quả. Và điều tiếp theo nữa, chúng ta thấy rằng một yếu tố quan trọng để chúng ta lựa chọn đầu tư bất động sản thời điểm này, đó chính là yếu tố việc thị trường của chúng ta tại Phú Thọ, tại Tam Nông và tất cả nước nói riêng cũng như là cả nước nói chung thì hiện nay đang là thời điểm tốt nhất để chúng ta lựa chọn và đầu tư bất động sản. Và điều quan trọng hơn nữa đó là tốc độ lạm phát từ năm 2022 đến năm 2026 sẽ là tốc độ cực kỳ mạnh, với những yếu tố thay đổi đột phá của chế độ chính sách và sự thay đổi của rất nhiều những yếu tố mang cả tính vĩ mô và vi mô đến từ chế độ chính sách của nhà nước về việc thay đổi luật đất đai và về những cái câu chuyện mà chúng ta nhìn thấy rằng là tại thị trường Phú Thọ, là thị trường mà vừa rồi đã có yếu tố đó là SEA Games đã đưa bóng đá nam của chúng ta về với Phú Thọ. Phải chắc chắn rằng yếu tố nào đã tạo nên yếu tố đột phá đó, phải không nào? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi một vài bước để chúng ta bước vào trong nội thất của căn nhà vô cùng tuyệt vời này. Nào bây giờ hãy đi cùng một vài bước chân cùng với Trần Xuân Bình. Chúng ta đang đứng ở khoảng đây, đó là một không gian cực kỳ thoáng mát với sân rộng để chúng ta có thể kinh doanh hoặc là chúng ta có thể cải tạo để tạo nên điều tuyệt vời ở đây. Và chúng ta sẽ bước vào trong căn nhà của chúng ta. Đó là một căn nhà được xây dựng với kiến trúc rất là kiên cố, với cầu thang vô cùng đẹp, và đây là không gian của phòng khách được thiết kế với kiến trúc rất là đẹp bởi khoảng cách chiều rộng và chiều cao trần làm cho căn nhà có một sự bố trí rất là hài hòa. Và chúng ta sẽ bước theo một vài bước chân nữa để đi đến phía trong của căn nhà của chúng ta. Và đây chính là hai căn phòng ngủ của chúng ta với hành lang được thiết kế với chiều rộng vừa phải làm cho căn nhà của chúng ta trở nên rộng hơn. Đây là phòng ngủ số 1 của chúng ta. Và phòng ngủ này được thiết kế với diện tích phù hợp để chúng ta có thể ở thoáng mát, và khi mà chúng ta sử dụng các thiết bị điện sẽ không bị các yếu tố là đảm bảo cho yếu tố tiết kiệm điện và vô cùng hiệu quả, và ánh sáng của căn phòng tạo nên yếu tố hiệu quả. Và chúng ta nhìn thấy ở phía bên trái của chúng ta, phần hành lang còn để chứa đất, đó là đất được sử dụng của chúng ta để tạo nên một không gian thoáng ở bên này vĩnh viễn. Đó là một điều rất là tuyệt vời cho căn nhà này. Và chúng ta sẽ bước một vài bước chân nữa để đi vào với phòng ngủ số 2 của chúng ta, cũng giống như phòng ngủ số 1 với một kích thước và chiều cao cũng như là phần được thiết kế với kích thước hợp lý để chúng ta có thể ở, tạo nên điều kiện thoáng mát và tiết kiệm điện. Và đây chính là căn bếp của chúng ta. Đó chính là một căn bếp rất là rộng để chúng ta có thể thiết kế và chúng ta có thể kinh doanh mặt hàng ăn uống ở đây. Và chúng ta có thể để một chiếc bàn ăn cũng như là để các thiết bị như là tủ lạnh của
các thiết bị ở phía đằng sau của căn bếp này. Đó chính là điều tuyệt vời, điểm nhấn. Kiến trúc rất là đơn giản nhưng công năng sử dụng đảm bảo để cho một hộ gia đình của chúng ta có thể định cư lâu dài, vừa kinh doanh tạo ra lãi ròng và vừa có yếu tố về mặt lãi vốn theo thời gian tăng lên trong tương lai. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào phía sau của căn nhà. Đó sẽ là một nhà vệ sinh được thiết kế với kiến trúc đơn giản và đẹp. Và cùng với một khoảng trống của lô đất ở phía đằng sau, chúng ta nhìn thấy mặt thoáng ở đằng sau chính là mặt thoáng của đất cây lâu năm vĩnh viễn. Đây chính là một mặt thoáng cực kỳ đẹp. Và đây là một điều tuyệt vời khi chúng ta có mặt thoáng ở phía sau, không bị chắn và tạo nên được điểm nhấn tuyệt vời. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bước một vài bước chân cùng với Trần Xuân Bình để chúng ta sẽ bước lên cầu thang và bước lên với tầng 2 của căn nhà này để chúng ta nhìn thấy không gian thực sự thoáng mát của căn nhà và tạo nên được một điểm nhấn. Đó là chúng ta có thể tiếp tục nâng cấp ngôi nhà này lên để chúng ta tạo nên đó là gì? Chúng ta có thể lên tiếp tầng 2 hoặc là tầng 3 nữa để phù hợp với sử dụng công năng của ngôi nhà của chúng ta. Với việc chúng ta có gia đình cần nhiều phòng ngủ hơn hoặc cần những yếu tố quan trọng hơn nữa. Nào bây giờ chúng ta sẽ bước một vài bước chân thôi cùng với Trần Xuân Bình để chúng ta sẽ bước lên căn phòng trên này của chúng ta. Và phía trên này của chúng ta đó chính là phần ở mái trên được thiết kế dạng mái tôn để chống nóng, cho nên căn nhà của chúng ta cực kỳ mát. Và ở phía đằng xa cũng như ở phía xung quanh của căn nhà chúng ta, đó là một không gian cực kỳ thoáng mát và vô cùng tuyệt vời. Và chúng ta sẽ bước một vài bước chân về phía đằng trước để chúng ta sẽ cùng xem căn nhà của chúng ta có điều gì đặc biệt. Đó là chúng ta nhìn thấy vẫn là không gian với mái tôn được thiết kế chống nóng và căn nhà của chúng ta được nhìn về phía trước. Đó là cả hai bên trái và phải cũng như là ở phía đằng trước đều là các cơ sở kinh doanh. Những như là chúng ta nhìn thấy ở phía xa kia có những căn nhà biệt thự rất là đẹp để mà ở và định cư lâu dài. Đây chính là một trong những điểm nhấn để tạo nên mặt bằng về mặt dân trí, tạo nên yếu tố tiềm năng của căn nhà. Rồi bây giờ chắc chắn bạn sẽ muốn hỏi rằng là giá của ngôi nhà này là bao nhiêu. Việc chúng ta sẽ có một cái giá đầu tư cực kỳ hợp lý với việc là chúng ta sẽ có cả đất. Đó là 6 x 20 là 120m2 cộng với một căn nhà đã có sẵn trên này để có thể về và ở ngay với giá đầu tư cực kỳ hợp lý mà chúng ta có thể chốt được ngay căn nhà này. Nếu bây giờ bạn đang quan tâm đến giá của ngôi nhà này rồi thì hãy ngay lập tức liên hệ với Trần Xuân Bình thông qua số điện thoại 0356 323 333 để được xem nhà, được chốt giá và ngay lập tức sẽ cùng với Trần Xuân Bình để tìm hiểu về căn nhà vô cùng tuyệt vời này. Và cảm ơn bạn đã xem video. Hãy tiếp tục đăng ký kênh, hãy bấm nút like, bấm nút chia sẻ, subscribe, bấm hình quả chuông ở bên cạnh để ngay khi Trần Xuân Bình chia sẻ những cơ hội đầu tư mới nhất và tuyệt vời nhất thì bạn chính là những người đầu tiên nhận được những cơ hội đầu tư tuyệt vời một cách sớm nhất. Trần Xuân Bình xin chào và hẹn gặp lại ở trong những video tiếp theo.